Sao chàng không uống nữa? Nàng uống say rồi. Ta không say. Ta là muốn chút say chàng. Chút say ta. Sau khi chút say ta, nàng muốn làm gì? Ta muốn nhìn chàng. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc chàng là thái giám hay là đàn ông. Nàng muốn xem thế nào? Ta muốn xem. Chàng làm gì đó? Ta cũng muốn biết nàng làm gì. Nàng có thích Tam Thái Tử không? Tam Thái Tử là ai? Là người hôm nay nàng va phải. Ta không quen hắn. Vì sao phải thích hắn? Vậy nàng đến đó làm gì? Ta vì bệnh của chàng, đi tìm Khanh Thành tỷ tỷ giúp đỡ. Kỳ lạ, Khuynh Thành tỷ tỷ, thuốc này trị bệnh gì? Cái này có cứu được không? Người bệnh uống xong sẽ toàn thân lạnh lẽo. Đúng. Thuốc này là để khống chế sinh lý nam giới, rất thường ít người dùng. Dù sao, người trên đời đều lấy khí khái đàn ông làm kiêu ngạo. Đâu có người đàn ông nào sẽ uống cái này chứ. Người bệnh là ai? Bí mật. Một thái giám như hắn, vì sao lại uống loại thuốc này? Lẽ nào quá ra là như vậy? Nếu không thì sao? Ta muốn biết bệnh của chàng. Vì sao không khỏi mà? Vậy cũng muốn biết. Muốn biết làm gì? Muốn biết rốt cuộc chàng có phải là đàn ông hay không? Bây giờ ta sẽ cho nàng biết ta có phải là đàn ông hay không. Cửu phụ, người nhất định phải giúp cháu. Tên Bùi Thiên Vũ đó đã điều tra rõ chân tướng năm đó rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Quản cái gì? Ngồi xuống. Bao nhiêu năm vậy hắn không có động tĩnh, cháu lại tự mình loạn trước. Cháu nhìn xem, đường đường là thái tử, còn ra thể thống gì? Cháu đã không phải thái tử nữa rồi. Phụ hoàng không xem trọng cháu. Dù không xem trọng thì cháu cũng đường đường là hoàng tử. Cháu thân phận tôn quý, sao có thể bị một tên thái giám như hắn dọa chứ? Cháu nghe ta. Ta bảo đảm với cháu, bệ hạ rất nhanh sẽ bỏ cấm túc của cháu. Cháu đều nghe cửu phụ.
nào? Chúng ta làm như vậy. Đầu tiên, tối qua mình đã làm gì vậy? Chàng ấy không cho rằng mình là một nữ tử phóng đãng chứ? Có phải mình nên đi trước không? Duẩn Ngọc Long Tiêu, Đàn Anh Ỷ Phiến, Gỗ Mộng Thiên Sơn, Song Âm Nhất Tiễn. Chàng đang nói gì vậy? Không có gì, chỉ là nhớ lại những chuyện trước kia thôi. Bùi Thiên Vũ, chàng thực sự thích ta hay là bởi vì uống rượu say? Nàng rất để ý sao? Ta không, bỏ đi, không nói nữa. Nàng nghe rõ đây, ta không phải người tùy tiện. Ta thích nàng, đương nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Vậy tâm ý của chúng ta coi như là tương thông rồi. Đương nhiên, tay của chàng cũng không lạnh nữa. Đã như vậy, mình có cần nói với chàng ấy thân phận thật của mình không? Đã như vậy, mình cũng nên nói với nàng ấy thân phận thật của mình rồi. Đúng rồi, vì sao chàng phải nói với mọi người mình là thái giám? Ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Đây cũng là bí mật ta luôn cất giấu trong những năm nay. Khi đó, sao vậy? Ta ra ngoài một chuyến, trở về ta sẽ giải thích với nàng. Chủ tọa, cuối cùng người cũng đến rồi. Bệ hạ gọi người vào. Cụ thể chuyện gì thần cũng không rõ. Biết rồi, đợi ở đây đi. Miễn lễ. Hôm nay gọi con đến có chuyện thương lượng. Vâng. Nghe Trân Bắc Dương nói Quyền Hợp bệnh rất nghiêm trọng. Bệ hạ, thần đã xem qua rồi, đã hơn nửa tháng không xuống được giường, rất hối hận vì những hành vi khi đó khiến bệ hạ thất vọng. Vì thế ưu tâm thành bệnh. Quyền Hợp do trẫm nhìn mà trưởng thành, tâm tính cũng không xấu, chỉ là tâm tư bất định, cần phải rèn luyện thêm. Trẫm nghĩ chuyện lần này nó cũng đã nhận được trừng phạt rồi, không bằng hủy bỏ cấm túc của nó. Bệ hạ thật có tình yêu rộng lớn, quả là tấm gương của chúng thần. Chuyện này dù sao cũng ảnh hưởng đến chủ tọa, còn thấy thế nào? Bệ hạ anh minh, thần không có gì dị nghị.
Chủ tọa quả nhiên thâm minh đại nghĩa, vậy cứ quyết định như vậy đi. Trấn Bắc Dương, Quyền Hợp là cháu ngoại của ngươi, ngươi đi thay Trẫm một chuyến, đưa những món quà này, thuận tiện nói cho nó biết ý chỉ của Trẫm, để nó yên tâm dưỡng bệnh. Vâng. Voi không cần cắn kiến, chỉ cần dẫm nhẹ một cái là được rồi. Bối mổ đợi các người, tự chui vào lưới. Người nói không sai, nhưng ngươi mới là con kiến tùy người ta dẫm đạp. Ta rất nhanh sẽ ngồi lên vị trí đó. Đến lúc đó, ta đợi xem các ngươi cầu xin tha thứ như thế nào. Tiểu thư, mặt người sao đỏ hồng vậy? Ta có phải mơ đẹp gì rồi không? Không có. Tiểu thư, người muốn đi đâu? Sao lại hấp tấp vậy? Chàng về rồi. Nàng muốn đi đâu? Ta ra ngoài làm chút việc, sẽ về ngay. Tiểu thư, tiểu thư, người phải cẩn thận, nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Vừa nãy ở trong phòng có một phi tiêu đột nhiên bắn vào. Tiểu thư nhìn thấy tờ giấy trên phi tiêu, liền chạy ra ngoài. Ngươi là ai? Sao ngươi biết chuyện sứ giả Khương Quốc bị ám sát? Đương nhiên ta biết rồi. Là ngươi. Ngươi lại muốn làm gì? Chỉ muốn nói với ngươi chân tướng. Mấy ngày nay ta đã điều tra ra được rất nhiều chuyện. Bao nhiêu lâu nay, quá ra ngươi vẫn bị lừa dối không biết gì. Người khi đó đưa ra chủ ý quà thân với Khương Quốc, rồi một mẻ diệt sạch Khương Quốc, cùng với người đã giết toàn bộ đoàn sứ thần Khương Quốc, đều là Bùi Thiên Vũ. Thậm chí 3 năm trước hắn đã từng đến Khương Quốc khảo sát địa hình địa thế bên đó, để tiện sau này khi hai nước khai chiến. Ta không tin ngươi. Chàng ấy chỉ là một thái giám nhỏ, vì cứu hoàng đế của nước Chu nên được thưởng một căn nhà ở kinh thành thôi. Chàng ấy có thể sắp đặt thế cục gì chứ? Bùi Thiên Vũ không phải thái giám nhỏ gì cả, hắn chính là thái giám chủ tọa của Đại Chu. Chủ tọa? Chủ tọa gì chứ? Chủ tọa, tay trong nằm quyền lực danh dự. Hắn không chỉ một tay sắp đặt toàn bộ chuyện này, hơn nữa hắn đã sớm biết cô chính là công chúa Khương Quốc. Sở dĩ không giết cô chẳng qua là giữ lại cô, còn có chỗ khác cần dùng. Ta chỉ là một công chúa Dông Quốc, có tác dụng gì với hắn chứ? Giả lại hắn từng cứu ta. Công chúa Dông Quốc cũng là công chúa, khi cần thiết vẫn có thực lực kêu gọi cứu cô, chẳng qua là để lợi dụng cô tốt hơn thôi. Cô cho rằng cô ám sát những võ tướng đó vì sao có thể dễ dàng như thế? Là bởi vì những người đó cũng là người hắn muốn giết.
Nhưng cô đừng hòng ám sát bệ hạ. Bởi vì hắn giữ bệ hạ lại để dùng. Hắn tuyệt đối không để cô được như ý. Ăn không nói có. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Không tin. Không tin thì tối mai cô vào cung. Ta sẽ bảo cửu phụ rút một đường thị vệ trong cung đi. Cô đi ám sát thử xem. Đến khi đó xem cho kỹ là ai ngăn cản cô. A Lê, nàng về rồi. Ta có điều muốn nói với nàng. Nhưng ta mệt rồi. Vậy ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Nhưng đêm qua ta khiến cơ thể nàng không thoải mái. Nhưng nhớ nhà rồi. Chàng sẽ lừa ta sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên nói như vậy? Chàng đối xử tốt với ta như vậy, chắc chắn sẽ không lừa ta. Đúng chứ? Chàng biết không, tối qua lần đầu tiên ta cảm thấy ta đã có áo giáp. Chàng chính là áo giáp của ta. Ta thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng lại rất sợ hãi. Càng sợ hạnh phúc chính là một giấc mơ. Chạm vào sẽ dở, đụng vào sẽ hết. Không phải mơ. Đời này kiếp này, không phải nàng, ta sẽ không lấy ai. Ta, cho dù là mơ, ta cũng muốn ở thêm một lát trong giấc mơ đó. Đừng nói nữa, ta chỉ muốn yên lặng ôm một chút. Chủ tọa nắm giữ quyền lực danh dự. Hắn không chỉ một tay sắp đặt tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, hắn đã sớm biết ngươi chính là công chúa Khương Quốc. Sở dĩ không giết ngươi, chẳng qua là giữ ngươi lại sau này cần dùng. Phụ hoàng, nhi thần trước kia mắc lỗi, ân hận lúc đầu đã làm sai, đa tạ phụ hoàng khoan dung. Biết sai có thể sửa chính là chuyện tốt. Ngồi xuống đi. Hôm nay chỉ có hai huynh đệ con. Trẫm hy vọng các con có thể mở lòng. Lão Tam, con cũng kính hoàng huynh con một ly đi. Lần này nó chịu không ít tủi nhục. Vâng. Khiến hoàng huynh vất vả rồi. Đều là huynh đệ nhà mình, cần gì phải khách sáo như vậy. Tất cả phải xem tối nay rồi.
Ngồi xuống đi. Lão Tam, đây là món con thích nhất. Ăn đi. Phụ hoàng, có thể là bệnh cũ tái phát. Không có gì đâu. Thắp một nén trầm hương của chủ tọa. Chủ tọa, Vương Tài trong cung đến, mời ngài vào cung hầu hạ thánh giá. Biết rồi, lùi xuống đi. Hộ giá, mau hộ giá. Bắt thích khách, đừng để cô ta chạy. Đi mau. Bùi đại nhân, thích khách đâu? Chạy về phía đó rồi. Mau đuổi theo. Đuổi theo. Quả nhiên chàng luôn lừa ta. Nàng như vậy rất nguy hiểm. Người đã sớm biết ta là công chúa Khương Quốc. Người luôn lợi dụng ta, luôn giám sát ta. Nàng đi trước. Cấm vệ quân sắp đến rồi. Trở về ta sẽ giải thích với nàng. Xem ra đều là sự thật. Khương Quốc bị diệt thực sự có một phần công lao của ngươi. Đại nhân, ta đã ngủ bao lâu rồi? Đã tròn 12 canh giờ rồi. Bây giờ đã đến giờ tí. A Lê vẫn chưa quay về sao? Đại nhân, thuốc. A Lê, tối qua không thể giết ngươi. Ngươi lại vẫn dám đến. Chuyện không như nàng nghĩ đâu. Theo ta về, ta sẽ giải thích cho nàng. Giải thích cái gì? Giải thích thân phận của ngươi chính là chủ tọa đại nhân của Tư Lệ Giám, dưới một người trên vạn người. Hay là giải thích 3 năm trước ngươi đã đến Khương Quốc điều tra địa hình. Ta thực sự không thể ngờ rằng Bùi Thiên Vũ, từ khi ta bước chân vào Đại Chu, từ giây phút ta được người cứu, tất cả đều do người sắp đặt. A Lê, nàng nghe ta giải thích. Ta tuyệt đối không có ý lừa nàng. Ta thực sự có nỗi khổ riêng. 3 năm trước, từ giây phút nàng cứu ta,
ta đã yêu nàng sâu đậm. Mặc dù những năm nay không thể nói với nàng thân phận thực sự của ta, nhưng mỗi chuyện ta làm đều là thực tình thực ý từ tận tâm can. Ta sẽ không tin ngươi nữa. Tại hạ Bùi Thiên Vũ là một thị vệ nhỏ bé trong cung. Người Bùi mỗ nhận định thì chính là một đời một kiếp. Cho dù là cầm tù, ta cũng phải giữ nàng bên cạnh. Đời này kiếp này, không phải nàng ta không cưới. Ta thích nàng, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Chủ tọa, người nói sát thủ là ai phái tới? Chuyện liên quan đến hoàng gia, thần không dám nói bừa. Trẫm cho người nói, rất đơn giản, ai thu hoạch nhiều nhất thì người đó là kẻ phía sau. Là tên nghịch tử quyền hợp đó. Thần có tội. Đứng dậy đi. Là trẫm cho người nói. Dân, lần này nó bị phế, trẫm còn cho rằng tâm tính nó thay đổi, cố ý hủy bỏ cấm túc của nó. Thực sự không ngờ, đây cũng chỉ là suy đoán của thần thôi. Nếu tiền thái tử thực sự có giả tâm, phía tam hoàng tử cũng phải cẩn thận. Dù sao ngày ấy ở trong triều được nhiều người kỳ vọng, nếu tiền thái tử muốn thượng vị, có thể sẽ trừ khử ngài ấy. Thế nào? Ta nào có lựa ngươi? Ta muốn giết hắn. Cô bây giờ vẫn không phải đối thủ của hắn. Ngay cả ta bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn. Có điều, chỉ cần cô chịu giúp ta, đợi khi ta lên ngôi vua, đến khi đó hắn mọc cánh cũng khó thoát. Ta giúp ngươi. Ngươi cần ta giúp gì? Đầu tiên là giết cánh tay trái, tay phải của Bùi Thiên Vũ, tam hoàng tử. Lần này ta bị phế, hắn chắc chắn có góp công. Ta muốn hắn bây giờ phải trả giá. Bùi Thiên Vũ, từ ngày ta bước vào Đại Chu, từ giây phút ta được ngươi cứu, tất cả đều là do ngươi bày ra. Có chuyện gì sao? Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hương đức trong tay ngài. Bên phía tam hoàng tử đã sắp xếp người đi rồi chứ? Truyền khẩu dụ của bệ hạ để tam hoàng tử không có việc gì không được ra ngoài. Thu dọn rồi lui xuống đi. Dân.
Tiểu nữ tên Ale, hôm qua là đại nhân cứu tiểu nữ. Ale không có gì báo đáp, nguyện ý lấy thần báo đáp, chỉ xin đại nhân giữ tiểu nữ lại trong phủ. Ta thấy chàng ấn đường hơi đen, đầu mày nhíu chặt, nhất định có chuyện lo lắng. Nhìn sách thở dài sầu càng sầu, không bằng ta cùng chàng uống vài ly, chúng ta khiến phiền não tiêu tan hết đi. Chàng sẽ không lừa ta chứ? Chàng đối tốt với ta như vậy, chắc chắn sẽ không lừa ta chứ? Đúng chứ? Trong lòng nàng đã không có ta thì cần gì làm những chuyện này? Sao lại không có nàng? Tay vì cái bọc lò than này, trên tay đã không biết bị đâm bao nhiêu cái. Chàng xem. Vì sao ta không được ra ngoài? Là bệ hạ yêu cầu. Xin hoàng tử đừng làm khó tiểu nhân. Đứng lại. Cút ra ngoài. Ta mà huynh cũng không muốn gặp sao? Sao cô lại đến đây? Gọi chủ tọa qua đây. Bệ hạ, tam hoàng tử bị ám sát, không may mất mạng. Tên nghịch tử này quả nhiên ra tay với huynh đệ. Xem ra lần trước chưa ám sát được trẫm, nó cũng tuyệt đối không chịu yên. Trấn Bắc Dương là cửu phụ của tên nghịch tử này, ngươi phải chú ý quan sát. Ngộ nhỡ hắn có động tĩnh gì, lập tức báo với trẫm. Rõ. Sao vậy? Ngươi có suy nghĩ khác sao? Trấn Bắc Dương nắm giữ binh quyền đã lâu, nếu có ý mưu phản, sợ là để trẫm rút binh quyền của hắn trước. Thời gian này trẫm thường tỉnh lại trong cơn ác mộng. Những người bị Trấn Bắc Dương giết chết, vì sao lại đến tìm trẫm báo thù? Trẫm không phải người dễ giết. Mệnh lệnh giết cả thành đó đều là Trấn Bắc Dương hạ. Trấn Bắc Dương tàn nhẫn giết chóc, tội ác nặng nề. Thần sẽ đi truyền chỉ xuống dưới, khiến hắn giao ra binh quyền, thành tâm lễ Phật, để đền tội ác này. Nhiệm vụ cấp bách, không thể đánh rắn động cỏ. Nếu bọn họ chó cùng rứt dậu thì không hay. Dân. Còn nữa, số lượng cấm quân trong cung tăng thêm 3 phần. Dân. Ha ha ha.
Chuyện này cô làm rất tốt. Khi nào có thể giết Bùi Thiên Vũ? Bình tĩnh, đừng nôn nóng. Sắp rồi. Sắp rồi. Ta không đợi được nữa. Ta muốn lập tức khiến hắn tan xương nát thịt. Đợi ta lên ngôi hoàng đế. Rất nhanh. Rất nhanh. Ai đó? Ai ở đó? Bệ hạ. Chủ tọa. Tạo phản. Hắn muốn tạo phản. Trân Bắc Dương dụng binh không phải ngày một ngày hai. Thần vốn muốn mấy ngày nữa sẽ nói chuyện giao binh quyền với hắn. Nhưng hiện tại xem ra không thể đợi được nữa. Không thể đợi được nữa. Bùi đại nhân. Người đâu? Chế ép Trương Bắc Dương. Dân. Đợi đã. Là ý của bệ hạ sao? Bệ hạ nói ngài dứt giả công cao, tuổi tác đã lớn, quả thực không hợp dưỡng binh đánh trận. Ngài ấy cho phép ngài về quê dưỡng lão.